đông đang lên muôn dân thành ca tì la, nghe trong màn sương hân hoan nhạc trời vang chung. Nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni, trong nắng thanh bình cội hoa vô ưu bóng mẹ hiền đàn nhân yêu, nhanh hoa trượt nghe tâm tư bảy lần rung chuyển. Ngàn chim ríu rít anh dương bừng soi loang tin khắp nơi trần gian, Đức Thích Ca ra đời, Đức Thích Ca ra đời, đóa hoa ưu đàm khai ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo vàng, vầng đông đang lên muôn dân thành ca tì la, nghe trong màn sương. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể hội chúng, được một tháng duyên, chúng tôi được thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức khóa tu và chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu có nhã ý cho phép chúng tôi được về nơi đây và cùng trò chuyện đôi điều đạo lý đến đạo tràng Phật tử chúng ta. Lời nói đầu tiên, xin được gửi lời vấn an sức khỏe trên chư tôn đức trong khóa tu, và thầy xin được gửi lời chào toàn thể quý Phật tử đã hiện diện tham dự khóa tu hôm nay được nhiều an lạc. Thưa toàn thể quý Phật tử, đã là một chúng sanh, là một con người sống trên cuộc đời này thì ai cũng đều có những giây phút đầu tiên chào cuộc đời, có phải không? Và chúng ta dường như hầu hết ai đó cũng chào cuộc đời bắt đầu bằng một tiếng gì bằng một tiếng khóc. Nó gợi lên cho một chuỗi thời gian sau đó, chúng ta sống trong đời nước mắt, niềm đau nhiều hơn là nụ cười. Và đó cũng là điều tất yếu, bởi vì cái đôi mắt còn non nớt chúng ta đó, khi lọt lòng mẹ thì đột ngột chúng ta tiếp xúc với ánh sáng, rồi da thịt chúng ta đột ngột tiếp xúc với sự thay đổi khí hậu bên ngoài, vân vân, sẽ tạo nên những cái cảm giác đau đớn. Và dường như hầu hết tất cả mọi người, ai chào đời cũng bắt đầu bằng một tiếng khóc cả. Thế nhưng mà cha ông chúng ta đó không phải là những người chấp nhận sự an bài, dù cho đó là sự an bài của bất cứ ai. Dẫu cho cuộc đời là bởi khổ, dẫu cho điều đầu tiên chúng ta chào cuộc đời bằng những tiếng khóc, nhưng trong tâm cha ông chúng ta và kể cả hiện nay chúng ta luôn luôn hoài mong rằng đó, mình sống vươn lên, mình tiến hóa lên, cho đến giây phút cuối cùng khi chúng ta vẫy tay giả biệt cuộc đời bằng một nụ cười thật là vui tươi, thật là mãn nguyện trước khi chúng ta giả biệt ra đi. Chính vì vậy mà dân gian thường có câu: khi sinh ra mọi người cười ta làm sao? Ta khóc. Nhưng khi mất đi đó, mọi người khóc còn ta cười. Các vị hay quá. Khi mất đi mọi người khóc ở đây đó là khóc nuối tiếc một người hiền lương, một người hiền tài, một người đức độ, nó không còn nữa, mọi người khóc.
Còn ta đó thì mãn nguyện, bởi vì mình sống giúp ích cho cuộc đời, mình sống rất có lợi ích, rất có ý nghĩa sống. Cho nên khi ra đi không còn gì phải nuối tiếc, không còn gì phải lưu luyến, mà mình rất là mãn nguyện. Cho nên mỉm cười giả bị cuộc đời mà ra đi nhẹ nhàng không à. Thế nhưng thưa với các vị rằng đó, không phải trên cuộc đời này ai cũng đều có những giây phút cuối cùng ra đi nở một nụ cười mãn nguyện cả. Có phải vậy không? Mỗi người ra đi đó có mỗi vẻ khác nhau, có những cái hoàn cảnh, những cái tác động, và lẽ tất nhiên những cái tâm trạng á, biểu hiện cũng khác nhau. Do vậy mà phía sau cái giây phút cuối cùng ở đời này đó, nó sẽ là điểm bắt đầu cho một cuộc đời mới, sẽ là một cái quá trình sau đó cũng khác nhau. Thế giới sau đó an lạc, thế giới sau đó khổ đau hay không, là nó biểu hiện ngay ở những giây phút cuối cùng mà khi chúng ta giả biệt cuộc đời. Chính vì vậy người Phật tử chúng ta đó, không những cái giây phút cuối cùng mình sống đến giây phút cuối cùng để nở một nụ cười mãn nguyện, mà đặc biệt là quý vị tham dự khóa tu niệm Phật tại chùa Hoằng Pháp hôm nay đó, chúng ta làm sao để đến giây phút cuối cùng của mình đó, chẳng những nở một nụ cười đầy mãn nguyện rồi, mà còn là một nụ cười rất là an nhiên, một nụ cười rất là tự tại, một nụ cười đầy hoan hỷ. Bởi vì khi đó chúng ta thấy được Đức Phật A-di-đà đến, chúng ta thấy được Bồ Tát Quan Âm đến, chúng ta thấy được Bồ Tát Đại Thái Chí đến, rồi chư thánh chúng đến tiếp dẫn chúng ta đi, vui không? Do vậy mà thưa với các vị rằng điều chúng ta phải hiểu rõ và rất cần thiết để hiểu trong những giây phút cuối cùng tâm trạng biến chuyển như thế nào, để rồi chúng ta hãy cố gắng hơn, tinh tấn tu tập hơn, củng cố niềm tin của mình vững chắc hơn nữa, để rồi giây phút cuối cùng nằm xuống chúng ta nở một nụ cười thật là hoan hỷ ra đi theo Phật. Do vậy hôm nay chúng tôi xin đến với quý vị, trao cho các vị một đề tài nho nhỏ, xem như là một món quà trao gửi đến các vị, kết một cái thiện duyên. Đó là đề tài trong những giây phút cuối. Là người Phật tử tu tập cái pháp môn niệm Phật đó, chúng ta ý thức được rằng con người chúng ta là một sự kết hợp không chỉ bằng xương, bằng thịt, một con người vật chất này, mà còn có một phần quan trọng hơn nữa ở cái con người bằng xương bằng thịt này. Đó là phần gì à? Đó là thần thức, mà thế gian thường gọi là linh hồn. Đúng rồi, các vị thật là hay ha. Thế thì kết hợp giữa phần thần thức và xương thịt này đó, cấu tạo nên một con người. Nếu như cái phần thần thức hoặc là linh hồn không có đó, thì cái thân xác này như là một xác chết thôi, một cái cây thịt nằm mà bất động, vô tri vô giác thôi. Thế thì đến cái giây phút cuối cùng của đời người đó, thì cái thân thể này nè, lúc đó là nó rệu rã rồi, nó có triệu chứng là tan hoại từ từ, và thần thức chúng ta vùng vẫy hoạt động mạnh mẽ để rồi thoát ra khỏi cái thân xác này. Và lúc đó cái phần tâm lý biểu hiện rất là mạnh mẽ,
Ở đây quý vị nào đó có ở ở nhà trước đây có hay thắp cây đèn đèn dầu, mà cái bóng đèn thủy tinh thắp cái đèn bằng dầu có không? Thì các vị nhận thấy một điều, nếu như cái đèn dầu chúng ta thắp á bình thường rồi từ từ dầu nó sẽ cạn dần đi. Đến cái giai đoạn dầu mà nó cạn hết rồi đó thì lửa nó sẽ lu lu từ từ từ, mà trước khi nó tắt thì có hiện tượng gì? Đúng rồi, phật lên, các vị hay quá. Cái hiện tượng phật lên là hiện tượng trỗi dậy mạnh mẽ trước khi nó tắt hẳn, rồi nhiệt khối nó sẽ thoát ra khỏi bóng đèn. Cái con người chúng ta cũng như vậy, cái thân thể này như một cái vỏ bọc, mà cái triệu chứng tan rã, triệu chứng tan hoại nó biểu hiện dần dần á, thì cái thần thức của mình lúc đó nó hoạt động mạnh mẽ, và trước khi mà thoát ra khỏi cái thân xác này đó, nó như là một cái ngọn lửa phực lên rất là mạnh. Tất cả những cái hình ảnh, những ý niệm trước đây chúng ta ghi nhận đó, nó sẽ trào ra như một cuốn phim, nó quay ngược trở lại. Mà chúng ta ghi nhận ở đời sống này 30 năm, 40 năm, 50 năm thì lúc đó nó quay ngược trở lại như là một cuốn phim 3, 40 năm. Trong lúc đó những cái tâm niệm, những cái ý niệm, những cái hình ảnh nào mà chúng ta ghi nhận nhiều nhất và sâu đậm nhất và gần gũi nhất thì lúc đó nó sẽ trào ra trước nhất, và nó sẽ trở nên chiếm ngự toàn thể cái tâm thức của chúng ta. Giống như là các vị nằm ngủ rồi bắt đầu nằm thấy thấy nằm mộng á, thấy những cái hình ảnh nó sẽ trào ra, và lúc đó chúng ta không thể nào kiềm chế được. Trong mộng chúng ta vui, trong mộng chúng ta buồn, và chúng ta cứ trôi theo cái hình ảnh đó. Thì cái giây phút cuối cùng á, cái tâm thức nó hoạt động mạnh mẽ, nó trào ra như vậy đó, thì thưa với các vị rằng chúng ta sẽ bị chế ngự hết bởi những cái hình ảnh, những cái ý niệm, bởi cái tâm thức mà trước đây mình ghi nhận một cách quá sâu đậm, quá nhiều. Và cái điều đó sẽ lôi kéo chúng ta sanh vào một thế giới tương ứng với cảnh đó, có thể là thế giới khổ đau hay là thế giới an lạc. Nó sẽ biểu hiện ngay trong những cái tâm trạng mà ở những giây phút cuối sẽ cho chúng ta biết. Có thể nói rằng rất nhiều người ra đi với muôn hình vạn vẻ khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng đối với giáo lý Phật giáo đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận chung thì gồm có bốn cái trạng thái tâm biểu hiện trong cái giây phút cuối cùng này. Thứ nhất đó là trạng thái tâm biểu hiện cái tính gọi là tham ái. Tham ái là gì? Đó là tâm trạng biểu hiện sự lưu luyến hay là bệnh rịnh với một ai đó, lưu luyến cái gì đó, thương tiếc nhớ nhung, hoặc là chúng ta luyến tiếc một cái gì đó hay là một ai đó. Có thể rằng chúng ta luyến tiếc nhớ nhung bệnh rịnh thương yêu vân vân đối với chồng mình, hoặc là đối với vợ, hoặc là đối với con, với cháu chúng ta, hay là một người nào đó. Nhưng thưa với các vị rằng có những người á, họ luyến tiếc không phải là một ai đó, mà có thể họ luyến tiếc, họ bệnh rịnh, họ tiếc nuối vì cái tài sản của cải mà họ rất là sợ mất nó. Hoặc giả có người không phải luyến tiếc về của cải tài sản, mà họ rất là luyến tiếc cái danh vị, cái quyền chức mà họ sợ bị mất đi. Các vị nào mà đã từng xem một vài quyển tiểu thuyết hay là dựng phim á, thì có những cái đoạn
người ta sẽ kể lại đó. Có một người, ví dụ có một người họ rất ham quyền chức, mong muốn mình được làm hoàng đế, và trong cái quá trình họ sống dường như họ tham cầu cái đó thôi, rồi họ làm mọi cách để được làm hoàng đế, nhưng mà cái điều đó không thành, rồi bị nạn, rồi chết. Mà trong lúc chết đó, cái điều họ luyến tiếc, họ quý mến, họ nuối tiếc nhất đó là đôi khi nằm ở trước cái ngai vàng rồi, họ vẫn cố bò đến, họ vẫn cố vươn tay đến để làm chi? Họ chạm vào được cái ngai vàng, rồi họ quỵ, họ có thể họ gục vào cái ngai vàng mà ôm lấy cái ngai vàng mà chết. Dường như tới lúc chết rồi cũng không muốn rời nó được, không muốn buông nó ra. Thì cái người này không phải là luyến tiếc về vợ con, không phải luyến tiếc về tài sản, mà họ luyến tiếc về danh vị và cái quyền chức. Thưa các vị rằng có những cái hiện tượng biểu hiện về tính tham ái này đó, không những là những cái vật bên ngoài, người bên ngoài, hay là cái danh vị quyền cao chức trọng gì, mà thậm chí là chúng ta luyến ái là ngay như cái nhan sắc, ngay cái bản thân chúng ta. Có nhiều người bệnh, nằm trong bệnh viện cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà trước đây đó thì lúc còn khỏe đó thì dường như ngày nào cũng trang điểm, rồi cầm cái gương lên soi, nhìn qua nhìn lại, đôi khi vuốt tóc rồi mỉm cười hãnh diện cái vẻ đẹp của mình, tưởng rồi bắt đầu cái hài lòng, rồi yêu mến ngay cái vẻ đẹp của mình, hài lòng lắm, ngày nào cũng soi gương, cũng ngắm nghía qua nhìn lại. Đến khi bệnh nằm trong bệnh viện rồi, bác sĩ có thể là không còn chạy chữa được, cái chết gần kề rồi đó, mà nắm tay con cháu dặn dò, khi má chết đó, tụi con nhớ trước khi liệm trang điểm má nha. Phải nhớ, phải dặn dò, không biết dặn dò cái gì, dặn dò trang điểm má cho đẹp trước khi liệm. Trời ơi, chết rồi không biết có đem theo được hay không. Mà thậm chí đó còn dặn dò nói đó, mấy đứa con đó, có thờ hình của má đó, nhớ lấy cái hình mà ngày xưa mà mặc áo cưới nha. Chịu hình mặc áo cưới thôi, chứ hình bây giờ xấu lắm, không chịu. Biết cứ dặn dò cái gì mà trong những cái giây phút cuối đó thì lại yêu mến ngay cái vẻ đẹp của chính mình, tham ấy ngay cái nhan sắc của chính mình, mong muốn mình đẹp, hãnh diện về cái vẻ đẹp của mình. Thưa với các vị rằng cái quá trình sống của mỗi người mỗi vẻ biểu hiện như thế đó, thì cái tâm tham ái nó sẽ biểu hiện nhiều cách, nhưng nói chung là sự biểu hiện của tâm tham ái. Và chính cái điều này nó sẽ mở ra cho chúng ta một thế giới sau đó, một thế giới đầy khổ đau, một thế giới không được an lạc chút nào. Có một hôm thì chúng tôi tiếp một vị Phật tử nữ đến chùa. Cô ta nói rằng: thưa thầy, thầy làm lễ cúng cầu siêu cho ba con. Thì trong lúc mà trò chuyện thì cô ta mới nói rằng: ba con mất xấu lắm thưa thầy, xấu lắm. Thầy mới hỏi rằng: xấu là xấu như thế nào? Thì cô mới nói rằng: ba con bệnh mấy tháng trời, nằm ở bệnh viện, anh chị em thay phiên nhau vào để lo lắng, nhưng cứ người này vào lo, người kia vào lo, thì đặc biệt ông già đó, ông chỉ thích là cô là con cái út là săn sóc ông thôi. Cái người này mà người anh cả rồi người chị thứ vào săn sóc được một chút, một hai hôm thì ông cũng gọi cô con gái út vào thôi. Lúc mà ba con còn sống thì ba con thương đứa em gái út dữ lắm,
Nhưng mà có lẽ rằng ba con sợ rằng anh em sẽ so đo tỵ hiềm với nhau, cho nên cái tình thương yêu đó đó dường như ba con đè nén trong lòng, không có nói ra. Nhưng thỉnh thoảng ba con cũng giúp đỡ cho đứa con gái út này nhiều. Mà đến khi nằm bệnh viện rồi, gần tới lúc chết á, không kiềm chế được, cho nên cái tình thương đó nó cứ trỗi dậy, và ông cứ muốn đòi đứa con gái út nó vào để ông gặp mặt. Mà mỗi khi mà đứa em gái này của con vào á, lo cho ông á, thì ông vui lắm. Đến lúc mà đưa về nhà rồi, trải qua nhiều tháng ở bệnh viện mà, cho nên mỗi người cũng phải tranh thủ với nhau mà đi làm. Thì một buổi sáng hôm nọ ba con lấy hơi lên, mà lúc đó thì không có đứa em gái út của con ở nhà, nó đang ngoài chợ. Anh chị em ngồi xung quanh rồi nói rằng ba yên tâm đi, ba ra đi đi, rồi tụi con niệm Phật, rồi con hộ cho ba. Nhưng mà ba con dường như là không có đi được, cứ lấy hơi lên, và đôi mắt dường như cứ mở nhìn qua nhìn lại, những cái tìm gặp một ai đó. Đến khi người em gái út của con nó từ ở chợ về, đến giường của ông già, nó cầm tay, thì cái tay của ông cứ cầm lấy nó, cái bàn tay của ông á, cứ cầm lấy bàn tay của nó, ông cứ bóp, rồi ông cầm, rồi ông nhìn, mà dường như muốn nói một cái điều gì đó mà không nói được. Một khoảng thời gian 5-10 phút gì đó, ở hai cái khóe mắt hai bên của ông á, chảy ra hai giọt nước mắt. Rồi từ từ ông nhắm lại, rồi ông nghiêng đầu buông thõng ta ra mà ra đi. Khi mà hai giọt nước mắt nó vẫn còn lăn dài ở bên khóe mắt, con thấy thương ba con quá. Cho nên hôm nay con đến thì thưa với thầy làm lễ cầu siêu cho ba con. Thế thì các vị thấy rằng trong cuộc sống, ông cụ này có thể là có nhiều đứa con, đứa con trai cả, rồi đứa con gái thứ ha, rồi tới nhiều đứa con gái, con trai khác, rồi đến đứa con gái út. Nhưng cái tình thương của ông á, dường như là thương đứa con gái út nhiều hơn, nhưng mà sợ anh chị em so đo với nhau, tỵ hiềm với nhau đi, cho nên ông cứ đè nén, ông thầm lặng giữ kín trong lòng. Thế nhưng đến cái giây phút cuối cùng á, thì cái tâm niệm đó nó trở nên mãnh liệt hơn, nó trỗi dậy mạnh hơn và nó chi phối ông. Do đó ông không kiềm chế được, ông thể hiện những cử chỉ, thể hiện những cái tư cách mà dường như là muốn bịnh rịnh lưu luyến lấy đứa con gái. Lúc đó không kiềm chế được, cái giây phút cuối cùng á, nó lại trỗi dậy mạnh, và ông cứ cầm tay đứa con gái bịnh rịnh, ông nắm lấy như muốn nói một cái điều gì đó. Thì đây là biểu hiện của tâm gì? Tâm tham ái, rất là tội nghiệp. Thưa với các vị rằng tâm tham ái này chi phối đời chúng ta đó. Có thể rằng là chúng ta tham ái về con cái, chúng ta luyến tiếc về chồng chúng ta, luyến tiếc về vợ chúng ta. Nhưng có những người luyến tiếc đến nhan sắc của mình hay là của cả tài sản, thì tất cả những cái niềm tham ái đó đó, nó sẽ mở ra một cánh cửa đưa chúng ta vào cái cảnh giới khổ, khổ đau. Cái điều này người Phật tử chúng ta cần nhận diện rõ để chúng ta phải tránh đi. Ở trong kinh Đức Phật có một câu chuyện như thế này. Trước khi đi khất thực đó, thường là ngày hay nhập định để quán chiếu thử xem hôm nay ngày đi hóa duyên ở nơi nào, độ cho người nào có duyên gần nhất. Mà hôm ngày ngồi nhập định quán chiếu xong, ngày xuất định đứng dậy và ôm bình bát bắt đầu đi khất thực. Ngài nhắm đi đến một cái ngôi làng nọ và đi ngang cái cổng á, ngang trước cái cửa nhà, cái cổng nhà của một vị trưởng giả.
Mà nhà ông trưởng giả này thưa với các vị rằng có nuôi một con chó rất là khôn, khôn lắm. Người lạ mà đi ngang nhà hay là muốn bước vào á, dường như là nó sủa rất là dữ, giống như là sợ người ta muốn lấy đồ của nó đi vậy. Đức Phật ngài ôm bình bát đi ngang thông thả, rất là nhẹ nhàng khoan thai đi ngang ra, thì con chó nó chạy ra ngoài ngứa cổ lên, nó sủa ngài. Đức Phật ngài dừng lại, ngài mới đưa một cánh tay ở trên đầu con chó, con chó đang ngứa sủa thế này, ngài đưa một cánh tay trên đầu đó, một vần hào quang tỏa sáng xuống. Thì Đức Phật ngài trong tâm ngài nói rằng kiếp trước ngươi không bỏ đi, để kiếp này phải mang lông cho khổ, sao không bỏ đi để được nhẹ nhàng mà siêu thoát. Khi mà ngài nói câu đó xong thì con chó nó đang sủa dữ dội vậy, ngài vừa nói xong thì nó hết sủa, nó im, quay đầu đi vô, quắc 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 đuôi đi vô nhà nằm. Thì Đức Phật ngài vẫn ôm mình bác đi bình thường. Đến trưa ngài ngồi xuống gốc cây thọ trai, thì xa xa thấy cái ông trưởng giả nọ, ông chạy đến, ông, mặt ông hầm hầm dữ lắm, hình ghê gớm nóng nực nảy lắm. Ông đó ông nói rằng này ông Cù Đàm, hồi sáng này đó ông đi ngang nhà của tôi, tôi thấy ông đi ngang nhà của tôi, con chó tôi nó ra nó sủa ông, tôi thấy ông đưa tay lên là cái này nè, ông vẽ bùa vẽ chú gì không biết, mà từ lúc đó tới bây giờ con chó tôi nó không chịu sủa ai ra không. Nó cũng không chịu ăn luôn. Tôi đến tôi mắc đền không? Nếu như các vị mà bị ai đó mắc đền thì làm sao? Xin lỗi người ta quá, phải không? Xin lỗi ông thôi để tôi mua con khác tôi đền, có phải không? Nhưng mà đối với Đức Phật ngài rất là điềm nhiên. Ngài muốn nói rằng là, ngài nói rằng là ông muốn biết con chó ở nhà ông á, như vậy là nó như thế nào không? Thì ông trưởng giả này còn bực hơn nữa. Tôi đến đây tôi mắng vốn ông cái chuyện hồi sáng mà ông còn hỏi nữa. Đức Phật ngài mới nói rằng nếu ông muốn biết á, thì hãy về nhà đi. Ở trong phòng của ông á, chỗ mà con chó nó hay nằm á, bên góc chân giường bên tay phải nè, đầu tiên á, ông đào chỗ đó lên đi, có một cái hũ vàng to đầy vàng bạc ngọc ngà châu báu ở dưới. Ông làm đi, tới đây tôi nói cho ông biết. Thì ông trưởng giả này ông giật mình. Thì thật ra xưa nay thì ông không hề để ý là con chó nó thường hay nằm ở đó. Nhưng mà khi nghe Đức Phật nói đó thì ông nói à, thật đúng vậy. Con chó của mình mà thường á, khi mà đêm đêm hay nằm á, lại hay vào trong phòng của mình, nó nằm ở góc chân giường bên tay phải, nó hay nằm ở đó. Mà trong phòng của ông đặc biệt không ai được vào, phòng riêng á, ngoại trừ ông hay vợ ông thôi, không ai được vào. Đệ tớ trong nhà người lạ là không ai được vào. Thế thì khi mà nghe Đức Phật nói, ông giật mình, ông nhận thấy cái điều đó, một điều lạ như vậy đó. Trên lúc đó dường như là ông có cái niềm tin với Đức Phật. Ông nói thôi được rồi, ngài dạ như vậy thì để tôi về tôi làm cái đã, rồi sau đó tôi đến tôi nói chuyện với ngài sau. Lúc đó vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Thì thưa với các vị rằng khi ông về, ông kêu những người làm trong nhà đó vào trong phòng ông, lấy cuốc xẻng nhắc cái chân giường quang bên, lấy cuốc xẻng đào xuống dưới đó. Nhưng mà lúc đó thì nó im lặng, nó nhìn thôi. Thì những người này tới đào ở dưới, đào xuống độ hơn nửa thước đại khái như vậy, thì xuất hiện một cái chỉnh bằng đất nung rất là to. Ông dở ra thì toàn là ngọc ngà châu báu, cả một cái gia sản đồ sộ nằm ở đó. Thì ông lấy lên thì ông đem cất ở trong tủ. Ông sợ, ông không biết rằng là cái đồ này ở đâu. Thì ông đến ông thưa với Đức Phật. Thì lúc này thì ông đến thì lịch sự lắm, ông còn hùng hồn nữa. Ông đến ha, ông quỳ xuống ông lại Đức Phật, lại dài rồi chắp tay rất là đẹp. Ông thưa nữa, bạch Đức Thế Tôn, lịch sự lắm. Nó bạch Đức Thế Tôn, ngài dạy con á, con về con làm y như vậy. Và thật sự thưa Thế Tôn, có một cái hũ vàng rất to mà con không biết ở đâu.
xin Ngài hãy dạy cho con được rõ. Thì Đức Phật Ngài mới dạy, Thầy nói rằng ba của ông á, trước đây là một người lái buôn. Lúc đó ông còn nhỏ, độ 8 tuổi. Ông làm nghề buôn bán ngọc ngà châu báu cho nên rất là giàu. Trong một chuyến đi buôn bán xa thì ông sợ để cái số tài sản ở nhà đó thì người làm trong nhà họ sẽ ăn cắp đi. Vì lúc đó là đứa con nó còn nhỏ, vợ thì cũng không có lanh lẹ lắm. Mà cái đây là cả một cái gia tài, cả một cái sự nghiệp cả đời ông. Ông rất là quý, cho nên ông thầm lặng đóng cửa phòng lại, đào ở dưới góc chân giường bên phải làm dấu, chôn xuống dưới đó lắp lại, lấy cái chân giường cơi lên để làm dấu. Rồi ông bắt đầu lên đường đi buôn. Thế nhưng trong một chuyến thuyền buôn đó thì gặp sóng to gió lớn, thuyền của ông bị lật úp đi. Trong lúc mà ông ngôi ngớp trên mặt biển đó, ngôi ngớp trong mặt biển giữa cái sống và cái chết đó, thì điều mà ông nhớ nhất, điều mà ông nuối tiếc nhất đó là cái gì thưa các vị? À đúng rồi, cho càng phó tay các vị, chưa nói là các vị đã hiểu rồi. Điều mà ông nhớ nhất, nuối tiếc nhất ở đây không phải là vợ, không phải là con cái, không phải là điền sản đất đai, mà ông quý hiếm nhất, nuối tiếc nhất đó là cái hũ vàng của ông chôn ở đó. Cho nên khi cái giây phút cuối cùng mà luyến ái như vậy đó, ông mất đi thì cái tâm niệm này nó níu kéo vong hồn ông ở lại. Ông trở về với nhà giữ cái của đó. Nhưng mà cái tâm niệm giữ của đó thì nó tương ứng với cái loài gì thưa các vị? Nó tương ứng với loài chó, tức là giữ của. Ở trong nhà có một con chó nó mang thai và thần thức của ông á thọ sanh vào. Và kể từ lúc khi được sinh ra đó thì con chó này đặc biệt là có cái tính là rất là giữ của. Người khách lạ vào là nó sủa rất là dữ lắm. Và không ai được quyền vào trong nhà của nó. Vì vậy mà lớn lên cái tâm giữ của đó nó cứ đeo đẳng, ông phải thọ sanh làm cái loài chó. Thế thì khi ông trưởng giả này nghe Đức Phật giải thích cặn kẽ như vậy đó, ông ngộp xuống lại Đức Phật quá chừng. Nó bạch Đức Thế Tôn, như vậy làm sao cứu cha của con? Đức Phật Ngài mới nói rằng cái tài sản đó là cả đời cha của ông, để lại mồ hôi, nước mắt, công sức cha của ông. Cho nên á, để cho cha ông thoát khỏi kiếp súc sanh này đó, thì ta hôm qua là đã khai sáng tâm thức của ông rồi. Thì bây giờ nhờ cái phước của ông á, thì sẽ được thoát sanh. Hãy dùng cái tài sản này đó chia làm ba phần. Một phần đó là giữ lại để làm vốn làm ăn, lo tu bổ nhà cửa. Một phần đó là đem đi bố thí giúp đỡ người nghèo khó. Và một phần đó, đem đi cúng dường cho chư tăng. Thì hồi hướng cái công đức này đó hết cho cha của ông, thì nhờ cái phước này cha của ông sẽ được thoát sanh khỏi kiếp chó. Thì ông trưởng giả ông nghe xong ông về ông làm y như vậy. Đến cái ngày bố thí cho người nghèo thì con chó nó đứng bên cạnh, nó nhìn mọi người đến nhận đồ, nó không hề sủa một chút nào, rất là hiền, rất là im lặng. Rồi đến cái ngày mà xớt bát cúng dường cho Phật và chư tăng đó, thì giống như trong cái hội trường chúng ta đây chư tăng rất là đông vậy đó, thì ông trưởng giả vào xớt bát cho từng vị một. Con chó nó nằm ở ngoài cửa nó chờ đợi. Khi ông trưởng giả ông xớt bát cúng dường cho chư Phật là chư tăng xong hết rồi đó, ông trở ra ngoài trước thì ông thấy con chó nó nằm ở trước cửa đó đã trút hơi thở lúc nào không hay, đã thoát sanh khỏi kiếp chó rồi. À. Thế thì qua cái câu chuyện này chúng ta nhận thấy nè, cái tâm niệm cuối cùng của ông trưởng giả mà ông ngôi ngớp trên mặt biển á, là tâm niệm ông nhớ đến hũ vàng.
Cho nên chính cái tâm niệm này là tâm niệm luyến ái đến tài, tài sản. Mà luyến ái tài sản nó sẽ giữ chúng ta ở lại cái cuộc đời này, không vãng sanh được, không siêu thoát được, và sẽ tương ứng với những cái loài để chúng ta giữ cái của đó. Cho nên tâm niệm này nó sợ mở ra những cái cảnh giới đầy khổ đau. Có thể chúng đọa vào trong loài địa ngục, hay đọa vào trong loài ngạ quỷ, hoặc là phải làm loài súc sanh giữ của. Thưa với các vị rằng tư tưởng này nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, trong tư tưởng của mọi dân tộc. Có thể nói như vậy. Và Việt Nam chúng ta đó cũng ảnh hưởng cái điều này theo cái những cái lời dạy của Đức Phật. Thì Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện đó mà nói lên cái điều mà có một người rất là giàu, rất là quý mến đến của cải, nuối tiếc của cải, nhưng ông đem cái của cải đó ra để mà so sánh hơn thua với một vị vương gia đó, thì ông bị thua, tài sản mất hết. Mà các vị biết rằng tài sản mất hết thì tâm hồn nó có được vui không? Không hề vui, bệnh rịnh, nuối tiếc. Cái tâm nuối tiếc của người này nó cứ đeo đẳng đến khi ông chết. Và ông chết, ông đọa là một cái loài súc sanh. Thưa với các vị biết là câu chuyện gì không? À, hay quá, câu chuyện là ông Thạch Sùng. À, các vị hay ha, thầy chưa nói tới là các vị đã biết rồi. Đây, các vị biết rằng ông Thạch Sùng á, thuở trẻ thì nghèo, sau đó rồi thì được sự giúp đỡ của thiện thần, ông giàu lên đi. Sau đó rồi ông bị thua bởi sự so sánh của cải với một vị vương gia giàu có, mà thường mất của thì con người chúng ta hoàn toàn không hề hài lòng chút nào. Cho nên cái tâm niệm cuối cùng trước khi ông chết đó là tâm niệm luyến tiếc tài sản. Cho nên sau đó ông chết đổ vào loài súc sanh, đó là con Thạch Sùng, mà thường gọi là con gì? À, con Thằng Lằn. Hôm nay bò lên cái tủ ha, cái tủ thờ cẩn xa cừ đẹp, bò lên hai tay hai chân bám vào, trời tủ cẩn xa cừ đẹp quá, tiếc quá. Thưa với các vị rằng chính cái tâm niệm luyến ái này nó sẽ kéo cái thần thức chúng ta sanh vào những cái cảnh khổ. Cho nên người Phật tử, đặc biệt là người tu tập á, chúng ta nên tu cái tâm xả để phòng tránh, diệt trừ cái tâm niệm này. Thứ hai nữa, có những người trong những lúc lâm chung đến những giây phút cuối cùng á, này không phải biểu hiện bởi cái tâm niệm tham ái, mà đôi khi khởi lên cái tâm niệm là sân hận, cù thù, oán trách người nào đó hay là ai đó. Cái tâm niệm mà mình ghét bỏ, mình thù hằn, mình cù oán, mình sân giận một điều gì đó, một ai đó đó, chính cái tâm niệm này cũng sẽ mở ra một cánh cửa đời sau đầy khổ đau. Cái tâm trạng mà tức tối, bực bội chính là tâm sân, hay là chán ghét, hay cù oán, hay giận dỗi một điều gì đó, là biểu thị của trạng thái tâm sân hận. Có một lần tôi hộ niệm cho một người, mà cái gia đình Phật tử này đó thì ông cụ ông không hề biết đi chùa. Gia đình những người con gái, con trai đó không có biết đi chùa, chỉ duy nhất cái người con trai cả ở riêng thì biết đi chùa mà thôi. Ông mang bệnh sơ gan, bụng to lên, nằm rồi bệnh viện trả về nằm thoi thóp ở nhà chờ chết. Khi mà ông lấy hơi lên thì đứa con trai cả nghe tin thì nó chạy đến chùa thưa với thầy. Nó thưa thầy,
ba con lấy hơi lên, thầy đến thầy giúp cho ba con được an lạc mà ra đi, thầy hộ niệm cho ba con một thời kinh. Thì khi nghe cái vị Phật tử này nói thì thầy cũng sắp xếp rồi bắt đầu theo anh ta đến nhà. Khi đến nhà thầy chuẩn bị cái bàn thờ Phật, rồi chuông mõ ha, chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu trợ niệm cho ông. Thì trong lúc mà sửa soạn thầy nhận thấy một điều khác lạ đối với ông cụ. Ông nằm ở trên cái giường để bên cạnh ha, bụng thì to lên, mắt thì cứ mở ngược lên cái tròng trắng nhiều hơn, hơi thở thì gấp gáp hơi hước, cứ hước hước lên rất là gấp gáp. Nhưng có một điều hiện tượng lạ đó là miệng ông hay nói sảng. Mấy đứa con của ông á thì nó ngồi nó phụ á, thì cứ một chút thì ông nghe nó xong lạnh quá, ông dường như rùng mình, ông lạnh quá, thì mấy đứa con ông nó đắp chăn lại. Nó đắp chăn lại rồi nó để một cái thao mà toàn là than đó, để vào ở dưới cái giường để hắt cái hơi nóng lên cho ông ấm. Mà khi mà đắp chăn lại, tủ chăn lại xong rồi để cái thao than vào đó, thì khoảng độ 10 phút, 5 phút gì đó, thì nó sao mà nóng quá. Thì mấy đứa nhỏ nó mở mền ra, mở chăn ra, rút cái thao than ra, nó nhúng, lấy khăn nhúng nước lạnh, bắt đầu nó lao mình cho ông. Thưa các vị rằng lao chưa xong người ông nữa, nó lạnh quá. Rồi có thể đắp chăn lại, để cái thao than lại. Và thưa các vị rằng ông cứ lăn qua, lăn lại, ông có than lạnh, than nóng liên tục. Cái hiện tượng lạ là như vậy. Thầy mới gọi cái anh trai cả, là cái người mời thầy đến á. Thầy hỏi rằng là ba của anh á, bệnh gì vậy? Nói dạ ba con bệnh xơ gan thưa thầy. Thầy nói bệnh xơ gan mà sao có triệu chứng kỳ vậy? Sao mà có triệu chứng vậy kỳ thế? Thì người ta nói dạ con không biết, nhưng mà cái đêm hôm qua đến ngày hôm nay đó, đến sáng hôm nay đó, thì cứ liên tục như vậy thôi thầy. Cái lúc nóng lúc lạnh cái gì con không hiểu. Vậy thì ba của anh á, lúc trước kia làm cái nghề gì vậy? Thì lúc đó anh mới tình thật anh nói là thưa thầy, ba con không có đi chùa, gọi là Phật tử thôi chứ ở nhà thờ là ông bà thôi, chỉ có con đi chùa thôi. Mà ba con á, là từ nhỏ lập nghiệp cho đến bây giờ đó, là ba con làm cái nghề là thọc huyết heo. Cứ mỗi ngày như vậy thì ba con đến lò mổ đó, thì cầm con dao mà có thọc thẳng vào tim con heo, trào máu ra. Cứ mỗi ngày ông giết về độ khoảng 30 đến 50 con heo để ra thịt đi bán cho các chợ. Khi mà thầy nghe anh ta nói rồi thì trong tâm của thầy thì không nói ra, nhưng tâm của thầy thì thầy biết nó à, như vậy thì có lẽ là đúng rồi. Bởi vì cái người này á, trong suốt 30 năm trời làm cái người đồ tể mà thọc huyết heo đó, ra thịt đó, thì cái hình ảnh cái người này tiếp xúc á, tiếp xúc cái gì? Đầu tiên là sự dãy dụa của con, của con heo, dãy dụa nó lăn qua lăn lại trên cái thớt thịt, có phải không? Rồi con mắt của con heo lúc nó chết đó thì nó nhìn mình hoan hỷ hay là sao? Nó hận thù mình, nhìn mình như là muốn ăn tươi nuốt sống mình. Rồi cái hình ảnh đập vào nữa, khi mà thọc thẳng vào tim con heo đó, cái hình gì, ảnh gì nó trào ra, máu nó trào ra. Cho nên cái hình ảnh mà anh ta ghi nhận suốt 30 năm trường đó đó, đó là tiếng la hét của con heo, sự dãy dùa của con heo, máu trào ra, miệng con heo la hoác lên, ánh mắt nhìn mình đăm đăm suốt 30 năm như vậy. Thưa với các vị rằng dường như nó cô kết lại thành một cái nghiệp. Cho nên đến lúc ông ta bị mang bệnh đó, và trước khi chết là đêm hôm qua đến sáng ngày hôm nay đó, cái triệu chứng của ông cứ lúc nóng quá, lúc lạnh quá mà lăn qua lộn lại trên cái giường như là một người nằm trên một cái thớt thịt vậy. Giống như nằm trên cái thớt thịt lăn qua lộn lại. Lúc đó thì thầy lập bàn thờ xong, thầy đến hộ niệm cho ông, niệm Phật.
niệm Phật đầu tiên niệm nhỏ nhỏ thì thấy cái hiện tượng đó vẫn còn, lần sau thầy gọi các con đến, tụi con ngồi xung quanh cha con đều đồng niệm Phật lớn lên. Cái độ khoảng 15 phút thì thấy cái hơi của ông á, lấy hơi lên á, bắt đầu nó dịu từ từ. Nó dịu từ từ từ, nó xìu xuống từ 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 từ. Và sau đó rồi thì ông nhắm mắt xua tay, nhẹ nhàng ra đi, không còn cái triệu chứng đó nữa. Mà thưa với các vị rằng lúc mà ông lăn qua lộn lại, nóng quá, lạnh quá đó, thì trong miệng ông hay nói lảm nhảm, nói rằng các người đừng hạ tôi nha, giết hết các người à, quơ tay quơ tay. Dường như lúc đó cái tâm trạng của ông hoảng sợ trước bao cái hình ảnh ghê sợ mà ông chán ghét, ông muốn xua đuổi đi, ông thậm chí ở tâm bực bội là muốn xua đuổi hết tất cả đi mà không được. Tâm trạng đó là tâm trạng gì? Thuộc về sân hận, thù oán, chán ghét, tức tối, bực bội, thuộc về tâm sân hận. Thưa với các vị rằng cái tâm sân hận này đó sẽ mở ra một cánh cửa mà ở sau đó là một cuộc đời khổ, khổ đau, không được an lạc chút nào. Ở trong kinh Pháp Cú có một cái truyện tích như thế này. Một hôm Đức Phật đang ngồi thuyết pháp thì ở phía dưới bao nhiêu hàng chư tăng, trưởng giả, cư sĩ, đại thần, quan trưởng, vân vân. Thì Ngài đang ngồi thuyết pháp thì bỗng nhiên từ xa xa có một cô thiếu phụ ôm một đứa con nhỏ chạy thẳng vào trong tinh xá. Rồi khi chạy đến tinh xá, nhìn qua nhìn lại giáo giác rồi, thấy Đức Phật ngồi ở trên á, cô ta chạy thẳng lên trên luôn. Chạy thẳng lên trên rồi ôm đứa con nép sau cái y của Đức Phật. Nếu mà giờ này có cô nào ôm con chạy vô tới bên thầy làm sao? Chắc lúc này không hiểu cái gì phải không? Thầy đang nói chuyện mà có cái cô gái nào ôm đứa con chạy vào lúc đó, mọi người nhìn thầy khác à. Lúc đó thưa đó, các vị Đức Phật cũng như vậy. Thì ở dưới đó bao nhiêu hàng quan trưởng, đại thần, cư sĩ, là tỳ kheo, vân vân, mọi người đều giáo giác không biết chuyện gì. Mọi người đều nín lặng hơi, nín như nín hơi thở, im lặng, không biết chuyện gì, đang chờ đợi. Thì xa xa một chút nữa có một con quỷ la sát, nó chạy theo. Chạy theo vào đến tinh xá đó. Thì thưa các vị rằng khi vào đến tinh xá thường có những vị hộ pháp kim cang thần chặn lại, cho nên quỷ la sát không vào được. Lúc đó từ nơi đảnh, nơi cái điểm là Bạch Hào nè, điểm lông trắng giữa chân mày, Đức Phật phóng ra một đạo hào quang đến con quỷ la sát đó. Và trong cái chánh định Đức Phật, Ngài nói rằng cái vị thiện thần hãy cho quỷ la sát vào đi. Thiên quỷ la sát vào đến trước mặt Đức Phật đó, thì Ngài liền thuyết một bài pháp. Trong kinh Pháp Cú cô kết lại rằng, Ngài nói rằng là hận thù diệt hận thù thì ngàn đời không hết được. Từ bi diệt hận thù, hận thù liền tiêu tan. Khi Đức Phật Ngài đọc cái bài kệ đó, thuyết một bài pháp xong, thì con quỷ la sát lập tức quỳ xuống và xin được đảnh lễ quy y với Đức Phật. Hay không? Thì cái điều đó, Ngài A Nan ngồi bên cạnh, Ngài thấy làm lạ. Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, cái nhân duyên gì mà có quỷ la sát này đến, rồi có cô thiếu phụ thì núp sau áo Đức Phật, rồi Ngài thuyết pháp, Ngài độ cho hai người này. Thì Đức Phật Ngài nói rằng, này A Nan, này chưa tỳ kheo, cái cô gái này nè, với lại con quỷ la sát này nè, cái nhân duyên, cái thù oán trải qua nhiều kiếp về trước mà dây dẫn đến ngày hôm nay. Cái kiếp trước đó, một người thì là một cái cô vợ chính của một vị phú hộ, một người thì làm cái người vợ lẽ. Cái cô vợ chính không có khả năng sinh con, cho nên ông phú hộ này phải cưới thêm một người vợ lẽ đem về. Và người vợ lẽ trong một khoảng thời gian ngắn thì có mang đi.
Mà khi có mang đó thì cô ta vui lắm, chuẩn bị làm mẹ mà, vui lắm, cho nên đem cái niềm tâm sự này lại tâm sự với cái cô vợ lớn. Nhưng muốn chia sẻ niềm vui vậy. Nhưng cái tâm trạng của cô vợ lớn này là suy nghĩ khác. Sợ rằng cô này mà sinh con ra đó thì ông phú hộ sẽ ưu ái hơn, sau này sẽ hưởng hết cái tài sản này. Cho nên cô ta rất tâm âm thầm bỏ thuốc độc vào trong canh để cho cô vợ nhỏ ăn. Và sau khi cô ta dùng cái tô canh có thuốc độc á, thì nó trục hết cái thai ra, giết luôn đứa con. Thì một lần xảy như vậy rồi thì cô vợ lẽ cổ kinh nghiệm, cho nên lần sau cổ có mang thì cổ không cho cái cô vợ lớn biết. Cổ lấy dây lụa cổ buộc bụng lại, giấu không cho biết. Nhưng mà cái người phụ nữ thì thưa với các vị rằng nhạy bén trong vấn đề này lắm. Cho nên giấu được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nhưng mà sau đó thì sẽ không giấu được. Cho nên cái cô vợ lớn cổ phát hiện, mà khi cổ phát hiện là đã muộn rồi, đã mấy tháng rồi. Nhưng mà cổ cũng quyết định là phải diệt bỏ. Cho nên cổ tiếp tục bỏ thuốc độc vào trong nước cho cái cô kia uống. Thì cô kia múc nước uống thì sau đó bị ảnh hưởng đến thai. Nhưng mà vì cái thai lớn quá không thể trục ra được, cho nên đau quằn quại, rồi cả mẹ lẫn con chết luôn. Mà cái người vợ lẽ này khi chết á thì mang cái tâm cù oán thù hằn cái cô vợ lớn lắm. Cho nên khi chết rồi đó thì cô sanh vào trong một cái loài nó rất là hung tợn dữ dằn, đó là loài hổ, một con cọp rừng. Cái cô vợ chính kia thì bị ông phú hộ cũng phát hiện, cho nên đuổi ra khỏi nhà. Sau đó cô mang bệnh và cô chết. Rồi cô chết đọa vào trong là một cái con hưu. Thì con hưu này là con hưu cái, cho nên khi nó có mang á, sinh đứa con ra thì con hổ đến nó vồ đứa con nó ăn. Như lần thứ hai rồi con hổ á, nó tính rằng á, lần thứ hai này á, là không ăn con, mà chờ cho con hưu này nó nằm, nó vừa sanh con ra lúc nó mệt sức á, thì lao đến ăn luôn cả mẹ lẫn con. Và thưa các vị rằng cứ liên tục như vậy cho đến đời này đó, thì một người làm quỷ la sát và người kia là một cô gái nghèo khổ bần cùng. Cô gái này có gia đình, sinh ra đứa con thì con quỷ la sát đến ăn. Lần thứ hai nữa cô ta trốn tránh thì bị con quỷ la sát nó rượt theo, định ăn luôn cả mẹ lẫn con, thì may thay chạy vào tinh xá gặp được Đức Phật. Và Đức Phật ngài hóa độ cho hai người, hận thù diệt hận thù, ngàn đời không hết được. Từ bi diệt hận thù, hận thù liền tiêu tan. Lúc đó cả cô gái và con quỷ la sát đều hóa giải hận thù hết. Thế như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm niệm cuối cùng trước khi chết á, cù thù oán ghét tức tối bực dọc ai đó đó, nó sẽ đưa chúng ta đọa vào trong khổ cảnh. Cảnh đó có thể là cảnh súc sanh, có thể là cảnh ngạ quỷ, có thể là cảnh địa ngục. Ở đây thì cái người kia đọa làm con quỷ la sát, tức là loài quỷ. Cái câu chuyện trước là chúng ta nói rằng thấy là ông trưởng giả đọa làm súc sanh, làm một con chó. Lần này chúng ta thấy là một người mang tâm cù oán làm loài quỷ la sát, cù thù oán trách và tìm cách ăn tươi nuốt sống người khác. Có ai muốn sau khi mình chết đọa vào trong loài đó không? Không. Chúc các vị sẽ thoát khỏi những cảnh này, luôn được an lạc, được không? Thưa với các vị rằng cái tâm trạng thứ ba nữa chúng ta biết ở nơi đây đó, trong những giây phút cuối cùng của một người nằm xuống, có thể rằng không biểu hiện tâm trạng tham ái, hoặc giả không biểu hiện tâm trạng là sân hận cù thù, mà cái người này rơi vào trong cái tâm trạng là tâm thức bị si cuồng, không nhận thức một cách rõ ràng. Cái tâm niệm si cuồng có thể bị như thế này. Người mà sử dụng các chất ma túy đó, khi họ sử dụng chất ma túy quá liều đó, tư tưởng của họ rơi vào trong cái trạng thái si muội không nhận thức rõ ràng, mà họ bị sốc thuốc họ chết đó, thì tâm niệm của người này ra đi là tâm niệm gì?
Có còn tỉnh táo không? À, không tỉnh táo, bị si muội rồi. Hoặc giả là người dùng rượu quá lượng, mà tư tưởng mà say luyến tiếc, không hề nhận thức một cái gì cả. Đi rồi té lên té xuống, té xuống bờ ao, lỗ mũi úp xuống dấu chân trâu, mà đôi khi có miếng nước dấu chân trâu về cái lỗ mũi úp vô đó, chết. Tư tưởng lúc đó bị kiệt quệ một cách là trầm trầm. Hoặc giả là có người đó mà tư tưởng cuồng dại, bởi dùng những chất kích thích, những độc tố làm cho tư tưởng mình rối loạn, bị bấn loạn, điên cuồng, mà trong cái giây phút cuối cùng ra đi bởi những tâm niệm đó. Thì thưa các vị rằng tâm niệm này cũng mở ra cho chúng ta một cái cánh cửa vào thế giới khổ đau. Ở trong truyện tích nhà Phật có cái câu chuyện như thế này thưa các vị. Thưa với các vị rằng ngày Mục Kiền Liên là ngày có cái gì thứ nhất à? À, thần thông đệ nhất. Ngài có thể bay lên cung trời, đi dạo các cảnh trời, và Ngài cũng có đi dạo xuống các cõi địa, địa ngục. Thì một hôm ngày Mục Kiền Liên Ngài xuống cõi địa ngục. Ngài dạo qua nhiều cảnh địa ngục đó, nhưng có một cửa ngục làm cho Ngài cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bởi vì những cái địa ngục khác đó là quỷ sứ, là hành hình người tội. Người tội sợ hãi, trốn chạy, gào thét, mà quỷ sứ người ta hành hạ rất là khổ đau. Nhưng đến một cái địa ngục á, thì cái ngục đó hoàn toàn không hề có quỷ sứ hành hình người tội, mà ở trong đó những cái vong hồn người tội đó tự hành hạ chính mình. Một điều ngạc nhiên như vậy. Có một cái giống như là một cái bể dầu sôi, nước đồng sôi sùng sục, rất là nóng. Những cái người tội trong đó nó cứ thất tha thất thượng đi đến, lấy đồ múc cái nước đồng sôi đó rót vào trong miệng của mình. Mà khi rót vào trong miệng của mình á, thì nước đồng sôi mà nóng quá nó thiêu cháy cả cổ, làm cho người đó la hét lên thất thanh, ngã vật xuống đất, chết. Thưa với các vị rằng chết rồi thì có một cái luồng gió hồi sinh thổi đến. Thổi đến là làm cho người đó từ từ tỉnh lại, sống lại. Mà sống lại rồi thì biết đó là nước đồng sôi, nóng. Nhưng mà cái người này không hề nhận thức được, cũng thất tha thất thưởng bò đến, cũng tiếp tục lấy gáo múc nước đồng, lại rót vào miệng tiếp tục. Cứ liên tục như vậy, chết đi rồi sống lại liên tục như vậy, tự mình rót nước đổ vào miệng mình, rồi ngã ra chết, rồi lại tiếp tục. Ngài Mục Kiền Liên thấy một lần thôi là thấy như sợ rồi, thì lần sau đừng có làm nữa. Nhưng lần sau lại tiếp tục như vậy liên tục thưa các vị. Ngài thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngài mới trở về bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: con đi đến vào các cảnh địa ngục, thấy cái cảnh như vậy đó. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng những cái vong hồn tội nhân trong đó đó, bởi cái kiếp trước đó, người này tạo nhiều cái ác nghiệp về sử dụng những cái chất say nghiện và kích thích mà chuốc cho người khác uống. Chẳng những người này đã dùng các chất mà độc tố đó chuốc cho người khác uống rồi, mà bản thân của người đó cũng dùng. Cho nên khi chết đi thì do cái kém cái phước duyên làm người mà mang cái nghiệp tội thì quá nặng đi, cho nên đọa vào địa ngục như thế. Chính vì cái vấn đề chuốc cho người khác dùng, cho nên người này cứ cảm thấy khao khát muốn uống một cái điều gì đó mà tư tưởng kiệt quệ, không nhận thức được, cho nên cứ múc nước đó rót vào uống, tự hành hạ lấy mình. Đức Phật Ngài nói rằng trải qua 100.000 kiếp, người này thoát khỏi cảnh địa ngục á, thì sẽ sanh vào trong cái loài súc sanh. Mà loài súc sanh này là cái trí não bị yếu kém, sống dường như nhờ vào cái quán tính thôi. Ví dụ như con vòi, tửa hay là con trùng đó, thì nó cứ bò, mặc dù ở phía trước nó là có một cái bức tường, nhưng mà nó cứ bò tới, nó không hề phán đoán nhận thức được cái điều gì. Bởi vì trí não rất là yếu kém. Nó cứ bò đến khi nào đụng bức tường đó rồi, nó bắt đầu nó mới quay đi chỗ khác. Trải qua 100.000 kiếp, nếu thoát khỏi cảnh súc sanh đó,
thì người đó được sanh vào cõi người, thì cõi người đi nữa, người này cũng sẽ mang bị chứng bệnh là ngu ngơ, đần độn, và thậm chí là mang chứng bệnh là tâm thần không được ổn định. Bởi vì sao? Cái nghiệp duyên trước kia mình đã sử dụng các chất say nghiện làm cho tư tưởng của mình nó đã suy kiệt quá, quá nhiều, ra đi trong tâm trạng si muội, gọi là cuồng, cuồng dại. Cái điều này sẽ mở ra cái cảnh mà Đức Phật Ngài nói đọa vào địa ngục. Mà nếu như người đó được làm súc sanh hay được làm người đi nữa đó, thì cái sự nhận thức yếu kém lắm. Có ai các vị nhận thấy thỉnh thoảng có một gia đình nào đó sinh ra một đứa con, đứa con này có thể là không bệnh hoạn gì, rất là dễ nuôi, nhưng mà tư tưởng của nó không ổn định, không cho đến trường học được, cứ nuôi ở nhà vậy thôi, có không? À, đó là cái nghiệp duyên có thể do cái tâm niệm trong những giây phút cuối cùng bởi cái nghiệp là si muội hay là cuồng dại gây nên. Thưa các vị, rằng người Phật tử chúng ta đó tham dự khóa tu niệm Phật, chúng ta cần thiết hiểu rõ và tránh những điều này. Thứ nhất là trong những giây phút cuối cùng, làm sao cho tâm niệm của mình không bị tham ái nổi lên, có phải không? Thứ hai là tâm sân hận cụ thù thì sao? Cũng không nổi lên. Tâm si mê cuồng dại không nổi lên. Đừng có dạng nói rằng là má hồi nào giờ đi tu chưa có biết mùi ma túy, khi má chết đó tụi bay làm cho má liều để biết cái mùi đi, được không? Không, phải phòng tránh một cách tuyệt đối, nhớ không? Phải đời phòng những điều này. À, thưa, nói như vậy cho đôi khi có người nào đó không khéo về nhà khi mấy đứa con làm thử trước khi chết cho má biết được chút đỉnh là thua. Thưa với các vị, rằng người tu của chúng ta đó, đặc biệt là quý vị tham dự khóa tu Phật thất này đó, chúng ta làm sao trong những giây phút cuối cùng chúng ta đó là có cái tâm niệm mà tâm này biểu thị là đầy hoan hỷ, rất là vui tươi. Bởi vì khi đó đó chúng ta chuẩn bị ra đi đó, sẽ nhìn thấy Đức Phật A Di Đà đến, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, chư thánh chúng hào quang sáng rực, đưa cái đóa hoa sen ra, này con hãy bước lên đây, ta đưa con về cõi cực lạc. Vui không? À, vui. Như vậy trong lúc ra đi đó mà chúng ta được Đức Phật đó tiếp dẫn đó, thì như vậy mặc dù chúng ta sanh ra thì chào cuộc đời bằng tiếng khóc, nhưng khi giả biệt cuộc đời bằng một nụ cười. À, để được cái giây phút cuối cùng chúng ta nở một nụ cười đầy hoan hỷ đó, thì ngay lúc này mình hãy huân tập, mình hãy ghi nhận thật nhiều câu niệm Phật. Mắt của mình phải nhìn thấy gì? Hình ảnh của Phật. Cái ông kia mà chúng tôi vừa kể đó là 30 năm làm nghề đồ tể, trên cái giây phút cuối cùng là ông thấy heo, thấy đến đồi mạng, thấy hình ảnh ghê sợ nó tuôn trào ra. Còn mình thì có 30 năm, 40 năm. Mà khóa tu Phật thất này là khóa thứ mấy? 61 lần tham dự khóa tu, và không biết bao nhiêu là câu niệm Phật ghi nhận vào. Cho nên cái ông kia thì thấy hình ảnh của heo nó đến đòi mạng, còn mình thì thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Sương các vị nhận thấy trong cuộc sống nè, cái tâm trạng biểu hiện cuối cùng á như thế nào đó thì nó sẽ tương ứng với cảnh sanh về thế ấy. Chúng ta biết chắc được điều này. Bây giờ thầy hỏi các vị trả lời lớn lên cho thầy nghe nè. Các vị nhận thấy cái nếu như một người đó, cái tâm của họ đó lúc nào họ cũng nghĩ đến rượu thôi. Họ đến nhậu nhẹt, đến rượu chè, trong tâm họ lúc nào cũng nghĩ đến điều đó đó, thì thưa với các vị rằng chỗ họ đến là chỗ nào? À, quán nhậu Tràng Phố Tây, hay quá.
Đúng rồi. Trong tâm mà họ cứ nghĩ đến nhậu nhẹt, họ đến nghĩ đến rượu chè, thì cái chỗ họ đi đến á, thế nào cũng ra quán, quán nhậu thôi. Có ai sai bảo họ đến không? Không. Vợ con lôi kéo họ tới phải không? Cũng không. Vợ con không muốn, nhưng mà thân họ cứ mang thân đến. Ngược lại, một người mà trong tâm niệm cứ nghĩ đến câu niệm Phật, nghĩ đến hình ảnh của Phật, nghĩ đến cảnh chùa chiền, chỗ đó là chỗ nào? À, cảnh chùa, hay quá rồi. Ở trong cái hội chúng này suốt 7 ngày niệm Phật, cái anh chàng nào mà trong tâm niệm của ảnh tối ngày mà rượu chè be bét, tìm đến đây cũng hơi khó à, phải không? Giờ này đã qua quán nhậu cả gặp anh đó. Còn ở nơi đây toàn là những người có tâm niệm tu hành, niệm Phật. Thưa với các vị rằng cảnh chùa nó có khác với cảnh cảnh quán nhậu không? À, khác. Cảnh quán nhậu là ồn ào, rồi xô bồ, rồi sao nữa? Rồi quá là hí luận. Tuy nhiên cảnh chùa chiền thì vô cùng thanh tịnh. Bạn là bạn gì? Bạn đạo. Còn ở quán nhậu là bạn gì? Bạn nhậu. Khác nhau không? À, khác nhau. Cho nên chúng ta nên đây là những người tu hành, và bạn bè chúng ta là quyến thuộc bồ, bồ đề toàn là bạn đạo thôi. Sau này sẽ gặp ở nơi hội Long Hoa, gặp ở nơi cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di A Di Đà, được không? Thế thì để kết luận lại cái điều này đó, chúng ta biết rằng cái tâm niệm cuối cùng biểu hiện để rồi sẽ tương ứng với cái cảnh được sanh về đó. Thì thưa với các vị, chúng ta không những tu cho mình, mà hãy làm sao giúp cho bạn đạo của mình, hoặc là giúp cho người thân của mình có những giây phút cuối cùng ra đi đó cũng được nhẹ nhàng, thanh thản và hướng về với Phật. Cho nên lúc mà trong người thân của mình ra đi đó, kêu con cái tới khóc, được không? Không. Con cái tranh giành chia tài sản, được không? Cũng không. Chích cho ban mũi heroin đi cho không còn liên tiếp, được không? Cũng không. Mà lúc đó chúng ta phải làm sao? À, niệm Phật. Làm sao cho đôi mắt của người chuẩn bị lâm chung đó, mỗi lần mở ra mà nhìn thấy đó, là nhìn thấy được tượng Phật. Lỗ tai của họ mỗi lần nghe được đó, sẽ là nghe câu niệm Phật. Mà tâm hướng về với Phật thì người đó sẽ được vãng sanh. Như vậy người hộ niệm luôn luôn có giá trị. Chúng ta đi tu không những tu cho mình, mà còn giúp cho người thân của mình, bạn bè của mình cũng hướng về với Phật Pháp, tạo nên một cái quyến thuộc là những bạn đạo với nhau, sau này gặp nhau ở cõi Đức Phật A Di Đà. Hôm nay thầy có duyên lành thì về đây cùng trò chuyện với các vị một cái đề tài đó, có lẽ rằng là gần gũi với các vị. Bởi vì ai cũng có giây phút đầu tiên, rồi sẽ có những giây phút cuối cùng. Chúng tôi gửi đến các vị là một cái món quà kết duyên sau này. Chúc các vị tham dự khóa tu luôn luôn được an lạc, quãng thời gian sau này cũng được an lạc, rồi đến giây phút cuối cùng cũng được an lạc, hoan hỷ gặp Phật A Di Đà, được không? Quanh nhà cảnh vô sự với hai
hạnh và ngàn thế giới xinh tươi. Chân hồng sen vàng bày đó, chân hồng sen vàng bày đó, đất thiên nữ sắc hào hoa, đất thiên nữ sắc hào hoa, thất chi bồ đề nhíp hoa bao thành soi chiếu chân gian. Hãy subscribe.